Kính chào quý phụ huynh và các con. Cô tên là Cô Hoàng Thảo, hiện cô đang công tác tại trường Mẫu giáo Mỹ Lâm, huyện Mò Đắc, tỉnh Kiên Giang. Các con ơi, các con có nhớ cô không? À, còn cô thì cô nhớ các con lắm rồi đó. Cô rất là vui vì gặp lại các con trong tiết học của ngày hôm nay nha. Vừa qua các con đã trải qua một kỳ nghỉ hè khá là dài vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nè. Mà các con biết không, dịch Covid-19 thì rất là phức tạp và nguy hiểm. Vì vậy cô và các con không đến trường được để gặp bạn bè nè, để các con vui chơi và nô đùa đó. Vì vậy trong những ngày nghỉ dịch ở nhà, cô Thảo sẽ hướng dẫn nè để các con nè vẽ những con vật từ hình bàn tay của chúng ta thành những con vật ngộ nghĩnh và đáng yêu đó, với những nội dung học tập có trong gia đình nè. Vậy bây giờ các con cùng cô Thảo tham gia tiết học này nhé. Các con ơi, để bước vào tiết học ngày hôm nay thì cô Thảo xin đưa các con một câu đố nè. Con gì có vẫy có vây, không bơi trên cạn mà bơi dưới hồ nè? À, các con đã đoán ra con vật gì chưa nè? À, đúng rồi các con ơi, đó là con cá. À, các con ơi, để vẽ được con cá nè thì cô Thảo chuẩn bị đó là một cái bàn để vẽ nè. Và tiếp theo là những tờ giấy trắng nè các con, chúng ta dùng để vẽ nha. Và tiếp theo đó là cô chuẩn bị một hộp bút chì màu nè và một cây bút để chúng ta vẽ. Rồi, bây giờ chúng ta thực hiện vẽ con cá nha các con. Rồi, để vẽ được con cá thì cô Thảo sẽ lấy một tờ giấy trắng, chúng ta bỏ thẳng xuống mặt bàn nè. Rồi, tay phải cô Thảo cầm cây bút vẽ nè. Và cô chuẩn bị tiếp theo đó là bàn tay trái, chúng ta đặt thẳng xuống tờ giấy nha. Các con nhớ là khi mà đặt xuống á thì những ngón tay cho nó xòe động một chút xíu nha. Rồi, bắt đầu vẽ. Các con nhớ là khi vẽ chúng ta vẽ từ bên trái sang bên phải nè. Bước đầu tiên là cô Thảo đặt cây bút nè, chúng ta đặt sát vào mép tay bên cái khuỷu tay trái cô Thảo nè. Và chúng ta ghi sát vào mép tay nè, một đường thẳng nè, một đường cong tròn và thẳng xuống. Thế là cô Thảo vẽ được một ngón đầu tiên đó các con. Tiếp theo là cô Thảo vẽ ngón tiếp theo nè, cũng một đường thẳng rồi cong tròn xuống ngón tay thứ hai. Và tiếp theo cô Thảo vẽ hết các ngón tay còn lại nha các con. Và cô Thảo sẽ vẽ tiếp một ngón tay cuối cùng nè. À các con ơi, cô Thảo đã vẽ xong hình bàn tay nè. Để vẽ được con cá thì cô Thảo sẽ quay tờ giấy lại nha. Rồi, để vẽ được con cá thì cô Thảo sẽ vẽ một đường hơi cong nè, từ phía trên và Thảo nói liền cái một đường cong ở dưới nè. Và tiếp theo nữa thì cô Thảo sẽ vẽ một đường hơi cong tròn từ phía trên nói liền với đường cong tròn ở dưới nè. À các con ơi, các con đã nhìn ra cái gì rồi nè? À, giống con cá rồi phải không? Để con cá thấy đường á thì chúng ta phải vẽ thêm mắt nè. Các con ơi, con cá đói bụng, cá ăn bằng gì nè các con? À đúng rồi, ăn bằng cái miệng. Cô Thảo sẽ vẽ thêm miệng nha. Rồi, bây giờ con cá đã hoàn thành rồi nè. Để con cá được đẹp nè và sặc sỡ hơn nữa thì cô Thảo sẽ vẽ thêm vảy vào nè các con. Rồi các con ơi, để con cá được đẹp và sặc sỡ hơn thì cô Thảo sẽ tô màu. Các con nhớ là khi tô màu chúng ta cũng tô từ trong ra ngoài, tô đậm màu để bức tranh con cá chúng ta được đẹp hơn nha. Con ơi, cô Thảo vừa vẽ xong hình con cá từ bàn tay nè. À, các con thấy nè, hình con cá có dễ thương không nè? Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng. À, các con ơi, để vẽ được con chim nè, thì cô Thảo cũng chuẩn bị đó là một tờ giấy trắng nè. Chúng ta cũng để xuống mặt bàn nè. Và tiếp theo cô Thảo cũng cầm cái bút màu bằng bàn tay phải nè. Và chuẩn bị đó là bàn tay trái, cô Thảo cũng đặt thẳng xuống thành giấy nha. Rồi bắt đầu ta vẽ, chúng ta có vẽ từ bên trái sang bên phải nha các con. Cô Thảo đặt cái bút nào vào mép tay nè, chúng ta đây nè, các con nhớ nè. Chúng ta vẽ một đường thẳng nè,
và cong tròn xuống ngón tay đầu tiên. Tiếp theo cô Thảo cũng vẽ sát vào mép tay nè, và cong tròn nè, và thẳng xuống nè. Cứ như vậy các con vẽ các ngón tay còn lại nha các con. Các con ơi, cô Thảo đã vẽ được hình bàn tay nè. Để vẽ được con chim thì cô Thảo sẽ vẽ một đường thẳng hơi cong nè, từ phía bên này nó liền phía bên này nè. Các con ơi, để con chim mà thấy đường thì chúng ta sẽ vẽ thêm mắt cho con chim nè. Cô đố các con nè, con chim đói bụng chim ăn bằng gì nè các con? Đúng rồi, bằng cái mỏ. Vậy bây giờ cô Thảo vẽ thêm cái mỏ nha. Rồi cô Thảo vẽ thêm mấy cái màu nè cho con chim cho dễ thương nè, đẹp nè các con. Các con ơi, để chim mà đi được nè thì chúng ta phải vẽ thêm hai cái chân nè. Và cô vẽ cuối cùng thêm đó là một cái cánh nè. Các con ơi, để con chim được đẹp và sặc sỡ hơn thì bây giờ cô Thảo sẽ tô màu ha. Các con cũng nhớ là chúng ta tô màu cũng tô từ bên trong ra bên ngoài thì bức tranh chúng ta mới được đẹp được các con. Con ơi, cô Thảo cũng vừa vẽ xong hình con chim từ bàn tay nè. Các con thấy có dễ thương không nè? Con chim màu hồng đó, con chim bay 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 đó các con. Các con ơi, vừa rồi cô Thảo nè, thì các con vẽ nè, các con vật từ bàn tay đó là con cá nè và con chim. Các con có biết không? Ngoài ra còn có những con vật khác cũng vẽ từ bàn tay đó. Đó là cô Thảo vẽ cho các con coi nè. Đó là con bạch tuộc nè. Các con thấy con bạch tuộc màu tím có dễ thương không nè? Các con có biết không, con bạch tuộc là được bơi trên biển đó các con. Các con ơi, con vật này cũng rất là dễ thương nè. Đó là chú ếch nè, chú ếch con nè. Được vẽ từ bàn tay, tông màu xanh rất là đẹp đó con. Thì chú là chú ếch con đó. Và con vật cuối cùng cô Thảo vẽ từ bàn tay đó là con ốc sên nè. Các con thấy hình dạng con ốc sên thì nó sẽ khác với con khác không? Vì bàn tay chúng ta nắm là như gì nè? Là chúng ta vẽ được hình con ốc sên đó các con. Cô Thảo hy vọng là qua tiết học ngày hôm nay thì các con sẽ vẽ nè các con vật từ bàn tay một cách đơn giản và tô màu rất là đẹp đó các con. Các con ơi, các con có biết từ bàn tay chúng ta nè, chúng ta có thể là giúp mẹ nè, là trông em nè, nhặt rau nè, và có thể là vệ sinh cá nhân cho bản thân mình nè. Và ngoài ra bàn tay còn có thể vẽ ra nè những cái vật rất là dễ thương gần gũi với chúng ta đó. Tiết học ngày hôm nay đã hết rồi, cô Thảo xin chúc các con nè có những ngày nghỉ dịch ở nhà là thật là vui vẻ nè, có nhiều sức khỏe. Các con nhớ là ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng nha, và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng Lifebuoy để chúng mình có một cơ thể khỏe tốt để chống qua đại dịch, để chúng ta được mau đến trường nhé. Các cô Thảo tạm biệt các con và hẹn các con vào những tiết học sau nhé.